What are you talking about? Để cái coi nổi nữa. Mấy cái mụn đỏ 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 là chị có nặng nó chưa hay là chưa chị đợi nó cho chị nặng đó mà nó không có nữa.
do nó có mà mình giống như mình sờ tay mà mình nặn nó không ra, nó bị viêm á chị, móc móc á, mình lờ tay lên là nó ra ấy rồi.
Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi. Đừng cắt. Tám đau hơn má chị. Da trán đau. Tại vì trán nó xương hơn mà. Nó đâu có thịt giống như ở má.